bộ phim Vệ sĩ đặc biệt. Singapore, tôi không đồng ý. Trần Thiên Sinh, hiện giờ tình hình Thượng Hải rối ren phức tạp, đặc vụ của quân địch ẩn náu khắp nơi, nhiều dân sĩ yêu nước lần lượt bị giết hại. Anh cố chấp quay về, nếu thực sự xảy ra sự cố, hiển nhiên sẽ khiến chiến tuyến kháng Nhật ngày một khó khăn hơn. Đúng vậy, trận chiến này đã đánh tới đây rồi. Mỗi một người ngồi ở đây, ai mà chẳng bỏ công, bỏ tiền, bỏ sức. Cũng như lão Lý, nhà máy bị người Nhật chiếm, hai đứa con hy sinh vì nước. Chúng ta cứ tiếp tục ủng hộ quân mình như vậy. Sau này chúng ta, mọi người, có phải chúng ta đã tính toán lâu dài rồi không? Anh có ý gì? Càng không lạc quan, càng phải khắc phục khó khăn. Tôi nói anh biết, đất nước tồn vong, người dân như chúng ta phải có trách nhiệm. Anh đắn đo là có dụng ý gì? Tôi có dụng ý gì chứ? Anh nói rõ ràng đi. Tôi biết rồi. Báo mọi người một tin xấu. Ngày hôm kia, hội trưởng Lý Hưng Ba của Chiết Giang không may bị hại. Tôi hiểu suy nghĩ của các anh. Để tôi nói vài câu. Trước đó 26 nước đã đăng tải tuyên bố chung của Liên Hợp Quốc. Tôi tin là sự lớn mạnh của lực lượng phản phát xít thế giới sẽ có sự chuyển đổi. Cục diện trong nước tuy không sáng sủa, nhưng là một người Trung Quốc lại không có niềm tin tổ quốc mình kháng chiến thắng lợi. Nếu đến các anh cũng sợ, vậy 4 tỷ đồng bào còn đang ở trong dòng sôi lửa bỏng, lẽ nào không sợ sao? Chúng ta không được lùi bước. Tôi muốn quay về để vực dậy lòng dân. Chỉ là xác thịt, cái vỏ mà thôi. Thứ tôi muốn mọi người nhìn thấy là sự quyết tâm chân thành. Nước không còn là nước, xã hội làm sao yên ổn? Tôi đã quyết định rồi. Mọi người không cần khuyên can tôi nữa. Thượng Hải, đếm ngược 7 ngày hội trưởng đến Thượng Hải. Tin nóng, hội trưởng Thương hội Hàng Châu Lý Hưng Bang bị sát hại trên đường đến Thượng Hải. Tin nóng. Tin nóng, hội trưởng Thương hội Hàng Châu Lý Hưng Bang bị ám sát trên đường đến Thượng Hải. Tin nóng, hội trưởng Thương hội Hàng Châu Lý Hưng Bang bị ám sát trên đường đến Thượng Hải. Cảnh sát tư, đại ca, lần nào cũng có nhân chứng mục kích, đâu thể nói bừa được. Có quái vật thật phải không? Quái vật này, dẫn đi lấy lời khai. Dạ. Này,
mới đến phải không? Bác sĩ Trương đâu? Tôi tên Âu Dương, được điều đến đây đột xuất. Nói xem tình hình thế nào. Tôi đã xem lại báo cáo nghiệm thi của các vụ án trước, đều dùng thủ đoạn tương đồng. Hình dạng lúc chết của nạn nhân cực kỳ thê thảm, gần như là một phát chí mạng, không giống người thường gây ra, mà giống như... mãnh thú sao? Này, tan ca rồi, có bận gì không? Đây là sợi vải sót lại trong khe móng tay của nạn nhân. Cảnh sát, có thể tiết lộ chút tin tức cho tôi không? Tránh ra đi. Cảnh sát Từ, án mạng ly kỳ liên tục xảy ra, người dân ai nấy hoang mang. Anh là cảnh sát của Thượng Hải, lẽ nào không bày tỏ gì sao? Đúng vậy, anh nói gì đi. Đáng lý tôi có thể nói với mọi người, không thể tiết lộ. Nếu mọi người đã đề cao tôi như vậy, hôm nay tôi sẽ nói một câu: vụ án này sẽ phá. Đếm ngược 6 ngày hội trưởng đến Thượng Hải. Từ gia, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Đừng lắm lời. Đến ngày rồi. Dạ hiểu. Chuẩn bị xong từ lâu rồi. Giờ được, anh chơi vui vẻ. Đây. Ông chủ ngu, lát nữa uống chung một ly nha. Nè, mày bị thần kinh sao? Thằng điên. Hắn là kẻ nào? Thám trưởng cục cảnh sát Thượng Hải, vừa tham lam vừa háu sắc, hạng quèn mà thôi. Chúng ta vẫn nên lấy đại cuộc làm trọng. Hôm qua, tình báo viên của tôi chặn được một tình báo đến từ Nam Dương. Hội trưởng Thương hội Nam Dương hai hôm nữa sẽ đến Thượng Hải. Anh ta muốn tổ chức một buổi diễn văn cổ động ở Thượng Hải. Chuyện như vậy không có lợi ích gì cho đại nghiệp thịnh vượng chung của chúng ta. Đáng ghét. Cầm lấy. Cảm ơn thám trưởng Từ.
cho em. Cảm ơn thám trưởng Từ thường ghé chơi nha. Anh đi thông thả. Tòa soạn chứng qua, văn phòng Liên minh vệ sĩ Thượng Hải. Xuân Hà, đừng tự trách nữa. Tình báo này bị lộ quả thực do nội bộ có vấn đề. Chúng ta đã giải quyết rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy tay bắn lén, thì vẫn là mối đe dọa. Cự ly bắn đó không phải người thường làm được. Như vậy tôi điều tra. Anh có nhiệm vụ mới. Một tuần ba vụ. Bây giờ bên ngoài lòng người hoang mang, nói gì cũng có. Cấp trên còn gọi điện đích thân hỏi thăm chuyện này. Nói cục cảnh sát các cậu cũng biết cách bịa chuyện gạt người khác rồi. Quái thú hình người khổng lồ tàn sát bến Thượng Hải. Tôi nói cậu biết từ tắc chấn, đừng suốt ngày lêu lỏng. Mấy chuyện trăng qua của cậu còn tưởng tôi không biết sao? Đánh hơi thấy rồi à? Bây giờ Thượng Hải chỉ có anh cho mấy đồng quân hưởng, còn trông chờ tôi phá án à? Tình báo của tôi khỏi ăn cơm sao? Bà xã con cái của họ khỏi ăn cơm sao? Tôi cũng phải ăn cơm chứ. Vậy người ta điều tra án thế nào? Lý Hương Bang của Thương hội Chiết Giang bị người ta giết hại rồi. Đây là một trong các kẻ tình nghi. Đi bắt hắn lại. Đi theo anh bao nhiêu năm, thích nhất nét mặt này của anh. Biết ngay anh thương tôi mà. Biến đi. Đi làm việc trước đi. Năm ngày sau, Trần đến Thượng Hải, anh cần vào tù, chờ lệnh. Cảnh sát tra án. Đây. Quen mắt không? Đồ chết tiệt. Dẫn đi. Thank you.
Trưởng quan đi thong thả. Chào cô, có thể ngồi đây không? Bây giờ bên ngoài lòng người hoang mang, gần như là một phát chí mạng. Ngược lại giống đây là một sợi vải còn sót lại trong khe móng tay nạn nhân. Đại gia, anh muốn xem vải à? Anh mua cho vợ hay mua cho mình? Gặp qua sợi vải này chưa? Anh tìm đúng người rồi, ở Thượng Hải vải nhà tôi là đầy đủ nhất. Loại vải kém như vậy ở Thượng Hải khó bán được lắm. Đến dân còn không mặc. Vậy ai mặc? Chuyện này không tiện nói. Ông chủ, gặp qua cái này chưa? Hóa ra là cảnh sát. Loại vải này bán cho nhà tù làm áo tù. Chào trưởng quan. Anh báo, đếm ngược 4 ngày hội trưởng đến Thượng Hải. Này, đồ của cô làm chơi.
Nghe nói tên Tây đó có thể xé người ra làm đôi. Được hay không chúng ta không biết. Tội phạm tử hình còn phải bắt đi hành hình. Người ở đây càng ngày càng ít. Này, người anh em, ai biết họ bị đưa đi đâu không? Nhìn cậu chắc là vô thế tội rồi. Từ lâu đã có lời đồn nhà Từ này có thứ ăn thịt người. Tội phạm tử hình bị đưa đi một lần thì mất hai người. Không kỳ lạ sao? Đúng vậy. Nghe nói tù trưởng nuôi một con hổ lớn. Tôi đoán là dẫn đi làm mồi cho hổ rồi. Này, cậu thế tội gì mà vào đây? Giết người. Vậy sao tôi chưa bị đưa đi? Giết người. Nếu cậu bị định tội thật thì sẽ không bị nhốt ở đây. Lại thêm một kẻ thế tội. Chắc là giống với chúng ta. Âu Dương, đưa thuốc ức chế cho tôi. Lão Ngô, tôi đi theo anh bao nhiêu năm rồi. Chuyện này cậu nhắc tôi bao nhiêu lần rồi. Đừng vòng vo nữa, có gì nói thẳng đi. Những vụ án giết người ly kỳ xảy ra trước đó, tất cả manh mối đều hướng đến đây. Đừng nói nữa. Nhà tù này là người giật quản lý, là nơi hiểm ác cực kỳ đen tối, không thể sống nổi. Vụ án này cậu đừng theo nữa. Tôi tự có tính toán. Tôi phải đi. Anh biết phóng viên bên ngoài nghĩ tôi thế nào không? Tôi, cảnh sát một vùng của Thượng Hải. Con người tôi không mong cầu gì, chỉ thích sĩ diện. Sanh con. Alo. Tìm thấy người dự bị rồi. Bị đuôi sao? Khi nào tôi được định tội? Phạm nhân trong đây đa số đều như anh, là người thế tội. Bắt giam mà không thẩm án thì có thể nhốt anh cả đời. Như vậy không phải cách. Chỉ có tội phạm tử hình mới có thể đến đó. Anh khoan nóng vội, tôi sẽ tìm người gửi tin. Tất cả chờ cấp trên sắp xếp. Không được, tôi sợ không kịp. Yên phận cho tôi. Muốn ăn đòn phải không? Tôi
Tôi là Hoàng Duy Dân, Hoàng Tiên Sinh, Basura Tiên Sinh. Trang bị và vật tư anh cần, tôi đã cử người mang qua. Vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ của anh. Chú anh hứa đưa thi mạng của tôi đến Nhật sống. Hoàng Tiên Sinh, trước khi làm xong việc của mình, đừng cứ nghĩ tới phần thưởng và đường lui. Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho anh. Dạ được được, cũng không gấp lắm. Tôi chỉ là quá yêu thích cuộc sống tốt đẹp ở đế quốc mà thôi. Tôi hiểu tấm lòng của anh. Làm tốt việc hiện tại, đế quốc sẽ không bạc đãi anh. Dạ được, dạ được. Tạm biệt. Cô và Matsura đã hứa lèo với tôi phải không? Sao có thể chứ? Tôi đến Thượng Hải bao nhiêu năm rồi, đã tận trung cho đế quốc. Tôi nhớ hoa đào của quê hương quá. Trưởng quan, đây là tình báo hôm nay thu thập được. Tôi biết rồi. Chị Vô, tôi vẫn cho rằng thí nghiệm sinh hóa của cô quá điên cuồng. Masira tiên sinh, anh phải tin chuyên gia sinh học của đế quốc. Thí nghiệm đã tiến vào giai đoạn 3. Thất bại trước đó chỉ là do khác biệt cá thể. Anh cũng đã nhìn thấy tính phá hoại của Coleman. Tương lai của đế quốc cần những chiến sĩ như vậy. Tin nóng, đệ nhất thám trưởng Thượng Hải từ tác chấn dính líu đến việc giết người tham ô bị bắt vào tù. Bao bỏ ra. Không được đi.
đếm ngược 3 ngày hội trưởng đến Thượng Hải. Mau lên, mau lên, đừng có lề mề. Những cái gì? Yên phận đi. Anh báo. Các cậu không đánh người thì khó chịu sao? Thám trưởng Từ, biết tôi là ai không? Từ Tắc Chấn, đây là địa bàn của ông. Anh tưởng anh còn là thám trưởng sao? Anh đã là người sắp chết rồi. Tôi đã gửi tình báo đi, cấp trên nhất định sẽ có cách. Anh cần chi làm gì vậy? Sợ là không kịp. Thực sự hết cách rồi, mới ra hạ sách này. Các anh làm như vậy quá nguy hiểm. Kế hoạch có thay đổi. Tôi cần anh sắp xếp nhiều sát thủ hơn, đề phòng bất trắc. Nhất định phải ra tay trong lúc phát biểu. Làm như vậy liệu có rầm rộ quá không? Chính là muốn rầm rộ. Nhân sĩ phản động dám ở Thượng Hải cổ động dân chúng, giết không cần hỏi, để tránh mối họa về sau.
Tổng chỉ có mấy người này. À, còn có một thám trưởng họ Từ, nhưng đang ở phòng biệt giam. Đang là lúc cần người, vậy sẽ thôi, đưa hắn vào đó luôn. Đưa tới phòng y tế. Dạ. Vậy đi. Đi. Sao lại là cô? Đừng hỏi gì, tôi nói anh nghe. Cai ngục Quách Ngọc Lương, anh, Triệu Sơn Hà và cả tôi đều là người mình. Lần đầu gặp nhau, không nhìn ra anh là người dám hy sinh vì nghĩa. Chào mừng anh gia nhập. Đếm ngược hai ngày hội trưởng đến Thượng Hải. Son tự ý làm càng chứ. Quá xa lại là anh. Tôi mặc kệ các người đã phạm tội gì, tôi cũng mặc kệ các người có phạm tội hay không. Kể từ ngày các người vào đây, đã là người chết rồi. Nhưng mà tôi vẫn có thể cho các người một cơ hội. Cho các người một cơ hội sống tiếp. Tôi sẽ chọn ra người thực sự có ích trong số những người các cậu. Chỉ cần người có ích mới có tư cách sống sót. Đây là Coleman, người được chọn trong số những người giống các cậu. Kể từ ngày mai, tất cả chấp nhận kiểm tra, có thể thuận lợi thông qua, có tiền kiếm, có số xài. Được rồi, vẫn về đi. Dạ. Người không nghe theo sắp xếp như anh, đừng liên lụy tôi. Tôi thù dai lắm. Trả cho anh. Cái gì?
Yên phận đi. Làm gì vậy? Yên phận cho tôi. Còn nhiều cơ hội để các người đánh lắm. Dẫn đi. Mau. Bắn được 8 điểm mới tính là thông qua kiểm tra. Có ai bắn súng không tốt thì nói trước một tiếng, đừng có lãng phí đạn của ông. Có ai rút lui không? Ba bắt đầu đi. Bia số 1, 9 điểm. Báo điểm. Bia số 2, 8 điểm. Bia số 3, 7 điểm. Bia số 4, 6 điểm. Vô dụng. Đã nói trước với các người rồi, đừng lãng phí đạn của ông. Đếm ngược một ngày hội trưởng đến Thượng Hải. Giơ súng. Bắn. Báo điểm. Bia số 4, 8 điểm. Hàng tiếp theo.
Tới đi. Người này tôi không tin được. Hiểu rồi. Rút đi. Ông là đệ nhất thám trưởng Thượng Hải. Tại sao lại làm cảnh sát? Tôi từ nhỏ đã thích cảnh sát. Làm cảnh sát kiếm tiền chứ gì. Làm cảnh sát oai phong. Vậy sao anh lại vào tù? Có người hãm hại tôi. Thả tôi ra đi. Chờ tôi bắt được hắn, ông đây giết chết hắn. Đâu phải anh vào đây có mục đích khác phải không? Có phải liên quan tới chuyện ám sát không? Anh có ý gì? Anh là nội gián. Tôi ấp quả trứng cho anh nhé. Anh biết khỉ gì? Thả ông ra, chờ ông khôi phục chức vụ. Tôi mời anh uống rượu. Chúng ta làm anh em. Hôm đó cậu nói Đại Phú Hào làm gì?
Đại phú hào, đại phú hào có hôm nào mà tôi không đi? Ý anh là hôm chị dâu nhảy với tôi phải không? Mong chị dâu vừa to khốn kiếp. Đại ca, nhìn đâu có gì kỳ lạ. Ba tiếng trước giờ phát biểu. Có chuyện gì mà phải gặp mặt vậy? Dựa theo hiệu quả thí nghiệm các lần mới nhất, năng lực của Columbine đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Tôi nhất định phải lấy được liều ức chế thuốc tim ở phòng thí nghiệm trước khi Trần Tiên Sinh phát biểu. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng. Chúng ta đến phòng thí nghiệm. Các người làm gì vậy? Giao thuốc ức chế ra. Người Trung Quốc ngu xuẩn. Hào quang của đế quốc Nhật Bản sẽ gột rửa mảnh đất mục nát này. Các người còn dùng vậy? Cô đi tìm. Các người sắp trả giá cho hành vi của mình. Anh đi đâu? Các anh chỉ làm tốt việc của mình. Những việc khác, nếu muốn sống thì đừng lo chuyện bao đồng. Thank you.
các đồng bào thân yêu. Trước tiên cảm ơn mọi người hôm nay đến đây, không bị những trò giặc giảnh của đám chuột đó dọa phải. Hơn 1.000 năm trước, một lời thở dài của Lý Thanh Chiêu, sống làm nhân kiệt, chết cũng làm anh hùng. Chúng ta đi đâu vậy? Tòa số 3. Tòa số 3 ở đâu? Đưa bản đồ tôi xem. Sao anh hỏi nhiều vậy? Đi theo tôi là được. Này, chúng ta đều uống thuốc độc rồi, anh còn không tin tôi? Sợ tôi chạy sao? Anh đó đúng là lắm chuyện. Tại sao? Cô đi trước. Đi bao? Không được chạy. Chạy bao đi. Người anh em cùng giao tận hưởng phú quý không tốt sao? Tất nhiên tốt, nhưng tôi không muốn làm chó của người Nhật Bản. Anh cũng không phải anh em tôi. Nhà mất rồi, sống còn ý nghĩa gì? Tận hưởng phú quý chính là ý nghĩa sống của ông. Bây giờ tình hình thế nào? Giới thiệu người bạn cũ với anh. Cuối cùng cũng chờ được anh. Anh không phải Quách Ngược Lương. Được rồi, mau nói xem tình hình thế nào. Chúng tôi được chia thành 4 nhóm. Nhóm của tôi đã bị tôi giải quyết rồi. Đây là vị trí của 2 trong 4 nhóm còn lại. Bây giờ điều duy nhất tôi không chắc chắn là vị trí của Coleman. Nhưng mà tôi khẳng định nó ở điểm cao nào đó xung quanh quảng trường. Như vậy đi, hai anh đi tìm Coleman, chuyện còn lại tôi giải quyết. Nhưng mà phải nhớ kỹ để tránh khiến dân chúng hoảng sợ. Cái này đừng dùng đến. Chúng ta chia ra tìm. Mười mấy tuổi tôi đã theo cha đến Nam Dương. Bây giờ trở về cố hương tổ quốc, không vì chuyện gì mà do dân tộc Trung Hoa đã đến bờ vực sinh tử. Tôi phải đóng góp một phần sức cho tổ quốc.
Tôi đã nói đừng đánh với tôi. Anh cứ muốn đánh. Trăm ngàn năm qua, dân tộc Trung Hoa chịu đủ gian khổ nhưng không suy tàn, trải qua trắc trở mà không khuất phục, là nhờ vào mình đồng gia sắc kiên cường, là nhờ vào tinh thần dân tộc bất khuất không ngừng vươn lên.
dùng cách tôi nói. Đất nước tồn vong, dân dân có trách nhiệm. Đối mặt với sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, mỗi người chúng ta đều không được đứng ngoài cuộc, bắt buộc phải đoàn kết lại. Chúng ta chiến đấu vì độc lập của dân tộc Trung Hoa. Dân tộc Trung Hoa không thể thua cuộc được. Thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Thắng lợi sẽ thuộc về dân dân Trung Quốc cần cù thông minh. Chúng ta phải kháng chiến đến cùng. Kháng chiến đến cùng. Chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Đoàn kết nhất trí. Chúng ta phải giành lại danh dự đất nước. Giành lại danh dự đất nước. Giành lại danh dự đất nước. Giành lại danh dự đất nước.
Này, vậy là tôi đã gia nhập tổ chức bí ẩn của các anh rồi à? Sao không có khẩu hiệu gì hết vậy? Thật không chuyên nghiệp. Có chứ. Có thật sao? Anh muốn hô không? Hô chứ. Vậy hô nào, chuẩn bị. Nào. Tôi, Triệu Sơn Hà, tôi, Từ Tắc Chấn, tôi sẽ lấy bảo vệ chân lý chính nghĩa là nguyên tắc của mình, chỉnh đốn trật tự hỗn loạn và tội ác của xã hội. Tôi bằng lòng ẩn trong bóng tối, dâng hiến sinh mạng cho ánh sáng. Từ giờ tôi không còn sinh mạng, tôi sẽ là mọi người. Mọi người cũng là tôi. Tôi là mọi người. Mọi người cũng là tôi. Cả đời không cưới vợ, sau này không con cái. Cả đời không cưới vợ, sau này không con cái. Vậy không con cái à? Âu Dương phải làm sao? Thật không vậy? Tôi bịa đại đó. Trời ạ.